lũ ập về thị trấn biên giới Nghệ An. Bé gái 4 tháng tuổi ở xã Tà Cạ huyện Kỳ Sơn bị lũ cuốn, hàng trăm nhà bị ngập, ô tô và xe máy bị cuốn trôi. Đêm ngày mùng 1 tháng 10 tại huyện Kỳ Sơn mưa 115 mm. Dạng sáng lũ ống dồn dập ở núi và khe suối đổ về xã Tà Cạ khiến một bé gái 4 tháng tuổi đang được người thân bế bị trôi, người mẹ thoát chết xong bé đã tử vong. Dòng nước lũ cũng cuốn sập ít nhất 3 nhà ở bản Bình Sơn, xã Tà Cạ hơn 50 nhà khác ở xã này bị ngập, hoa màu, gia súc bị cuốn phăng. Đến 4 giờ, dòng lũ đổ về khu vực khối 1, thị trấn Mường Xén Kỳ Sơn phía hạ lưu xã Tà Cạ Cuộn Đục, chảy xiết. Tại quốc lộ 7 đi qua trung tâm thị trấn cao hơn 2 mét, ảo ảo chảy xiết, ít nhất hai ô tô cùng nhiều xe máy bị cuốn trôi. Tất cả đồ đạc trong nhà bị cuốn phăng hoặc vùi lấp dưới lớp bùn cao khoảng 1,5 mét. Hai vợ chồng và các con chỉ kịp chạy lên tầng 2 thoát thân. Chị Lan, chú khối Một nói. Gần trưa nay, nước bắt đầu rút dần xong vẫn có những điểm sâu hơn 1 mét. Một số nhà dân ở khu vực cao, nước ra khỏi nhà đã được lực lượng chức năng hỗ trợ dọn bùn. Ông Thò Bá Dê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, cho biết trận lũ còn cuốn trôi 15 nhà tại xã Tà Cạ, 50 nhà bị ngập. Tại thị trấn Mường Xén Lũ làm ngập hàng chục nhà dân và công sở. Hiện tuyến quốc lộ 7 tại xã Tà Cạ, sạt lở Ta Luy Dương làm tắc đường, các phương tiện hiện không qua lại được. Chính quyền Kỳ Sơn đang thống kê thiệt hại, tổ chức khắc phục. Do ảnh hưởng của hoán lưu bão NORU, ngày 27 đến ngày 29 tháng 9, nhiều huyện thị ở Nghệ An có mưa lớn, lớn nhất là ở huyện Quỳnh Lưu hơn 600mm, Thành Trương 510mm, Nam Đàn, Đô Lương, thị xã Thái Hòa hơn 400mm, thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn, Anh Sơn và Con Cuông 300-390mm. 13 trên 21 huyện thị bị ngập, 7 người chết, hơn 11.000 nhà đang ngập. Tháng 8 năm 2018, Mường Xén từng xảy ra lũ, có nơi nước ngập 3 mét. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn. Từ 22 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến 6 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2022 trên địa bàn thị trấn Mường Xén và xã Tạc Cạ xảy ra đợt mưa rông rất lớn. Lượng mưa đo được gần 115mm, gây lũ ống, lũ quét và ngập cục bộ nhiều nhà dân cơ quan đóng trên địa bàn. Thống kê cho thấy, đến 10 giờ 30 phút ngày 2 tháng 10, trận lũ ống, lũ quét đã có một cháu bé 4 tuổi ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ tử vong do bị nhà sập, một cháu đang mất tích do nước lũ cuốn. Ba ngôi nhà ở bản Bình Sơn, xã Tà Cạ bị cuốn trôi, 50 ngôi nhà ở bản Bình Sơn, xã Tà Cạ và khối một thị trấn Mường Xén bị ngập nước, trong đó có nhiều nhà ngập nặng. Ngoài ra còn có nhiều tài sản có giá trị của người dân như ô tô bị lũ cuốn bị lũ cuốn sạch. Nhiều công sở ở trung tâm thị trấn Mường Xén bị ngập nặng. Ông Thò Bá Dê, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn Nghệ An cho biết, lũ quét khủng khiếp xảy ra từ sáng nay, người dân thiệt hại rất nặng nề, một phần ở thị trấn Mường Xén, xã Tây Sơn và Tà Cạ bị cô lập hoàn toàn. Hiện toàn bộ huyện Kỳ Sơn đang mất điện, chưa thể liên lạc được với các xã. Lúc gần 7 giờ sáng tại khối một thị trấn Mường Xén, rất nhiều cơ quan hành chính bị cô lập, nước lũ chảy tràn vào. Ngoài ra nhiều hộ dân bị ngập và lũ cuốn trôi đi rất nhiều đồ đạc ông Dê thông tin và cho biết lũ quét vẫn đang hoành hành. Cũng theo ông Dê, có hai ô tô bị nước lũ cuốn trôi, một chiếc xuống sông và một chiếc người dân đã trục vớt lên được. Trên dòng sông, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, vỡ tan tành. Tại xã Tà Cạ, vào lúc hơn 5 giờ sáng, lãnh đạo xã báo cáo đã có 3 nhà bị đổ sập. Về thông tin một số ô tô của người dân bị lũ cuốn trôi ra sông, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cho hay thời điểm xảy ra sự việc trên ô tô không có người nên không có thương vong về người. Hiện tại, ở huyện Kỳ Sơn vẫn đang tiếp tục có mưa to, ngập lụt ở nhiều nơi. Chính quyền địa phương chưa thể liên lạc hết để thống kê các thiệt hại do lũ quét vừa hoành hành. Địa điểm lũ quét cách thành phố Vinh gần 300 km, công tác tiếp cận từ tuyến đường QL7A đang bị ách tắc, sạt lở đất ở địa phận qua dốc chó huyện Con Cuông sau nhiều ngày vẫn chưa thông tuyến. Lãnh đạo huyện Con Cuông Nghệ An cho biết, địa phận dốc chó bị sạt lở nhiều ngày qua, mưa lớn vẫn còn tiếp diễn nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Trường hợp thời tiếp tục mưa to thì công tác khắc phục sạt lở điểm này chưa biết lúc nào mới xong. Hiện các phương tiện ô tô vẫn chưa thể đi qua đoạn đường này. Kỳ Sơn là một huyện biên giới của tỉnh Nghệ An Giáp Lào, nằm cách thành phố Vinh hơn 250 km về phía Tây. Đây là huyện được xếp vào nhóm các huyện nghèo nhất cả nước. Bốn ngày qua, tại Nghệ An có mưa lớn trên diện rộng tại nhiều địa phương, Lượng mưa phổ biến từ 250 đến 500 mm. Mưa lũ do ảnh hưởng từ hoàn lưu cơn bão số 4 tại Nghệ An đã làm 7 người chết, gần 17.500 nhà dân bị ngập. Sáng ngày 2 tháng 10, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn Nghệ An, Thò Bá Dê cho biết, lũ quét xảy ra từ 2 giờ sáng nay ngày 2 tháng 10 tại địa bàn xã Tạc Cạ và khu vực thị trấn Mường Xén Kỳ Sơn. Mưa lũ đã làm một người chết, cuốn trôi 15 ngôi nhà, trong khi nhiều ngôi nhà khác cùng công sở và nhiều tài sản có giá trị bị ngập gây thiệt hại nặng nề cho địa phương. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, từ 22 giờ ngày mùng 1 tháng 10 đến 6 giờ ngày mùng 2 tháng 10 trên địa bàn thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn xảy ra đợt mưa lớn, kéo dài, lượng mưa đo được hơn 190 mm, gây lũ ống, lũ quét và ngập cục bộ nhiều nhà dân, cơ quan đóng trên địa bàn thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ. Mưa lũ lớn đã cuốn trôi 15 ngôi nhà ở xã Tà Cạ, 50 ngôi nhà ở xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén bị ngập trong đó bốn nhà bị ngập nặng cùng một số cơ quan, công sở của huyện Kỳ Sơn. Mưa lớn cùng lũ quét đã làm chết một người dân ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ. Mưa lũ đã gây ngập và sạt lở nhiều đoạn đường từ thị trấn Mường Xén đi xã Tây Sơ, làm hư hỏng cầu tràn Hòa Sơn, xã Tà Cạ, gây sạt lở tuyến quốc lộ 7 tại xã Tà Cạ, sạt lở ta luy Dương làm tắc đường. Thị trấn Mường Xén nhiều đoạn đường ngập sâu quá đầu gối, nhiều nhà dân và cơ quan, công sở cũng bị ngập nước mưa lũ cũng làm trôi ngập một số ô tô cùng nhiều tài sản có giá trị khác hiện tình hình mưa lũ tại kỳ sơn nói chung đặc biệt ở thị trấn mường xén và xã tạc cả đang rất phức tạp ủy ban nhân dân huyện kỳ sơn tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung huy động các lực lượng tham gia ứng cứu khắc phục hậu quả mưa lũ sơ tán người dân đến nơi an toàn giảm đến mức thấp nhất thiệt hại mưa lũ gây ra thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huy động phương tiện máy móc tại chỗ để khơi dòng chảy khẩn trương thông tuyến giao thông. Từ đầu tháng 9 năm 2022, tại địa bàn huyện nghèo 30A Kỳ Sơn đã xảy ra mưa lớn, gây sạt lở đất đã khiến cho nhiều bản làng bị chia cắt, nhà cửa bị và tài sản bị hư hỏng. Ước tính các đợt mưa lũ vừa qua ở huyện Kỳ Sơn gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng. Nguyên nhân của tình trạng này là do từ đêm ngày 1 tháng 10 đến dạng sáng ngày 2 tháng 10, tại Kỳ Sơn xuất hiện mưa lớn, nước trên thượng nguồn từ các dãy núi cao ở xã Tây Sơn, Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn dồn dập đổ về. Cùng với việc gây ngập nhiều nhà dân, lũ quét còn cuốn theo nhiều rác thải, gỗ từ thượng nguồn về. Ngay sau khi xuất hiện lũ quét, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di rời tài sản và người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Ông Thò Bá Dê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn Nghệ An cho biết, hiện các đơn vị chức năng chưa thể xác định được thiệt hại do trận lũ quét gây ra. Huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo các địa phương di rời nhiều hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn theo dõi chặt diễn biến tình hình lũ ống, lũ quét, chủ động triển khai phương án 4 tại chỗ để giảm thiểu thiệt hại do lũ ống, lũ quét gây ra. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại Yên Bái, Lào Cai và Quảng Ninh nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện Mù Cang Trải, Văn Yên, Văn Chấn, Chấn Yên, Trạm Tàu Yên Bái, Tiên Yên, Hoành Bồ, thị xã Quảng Yên, Hải Hà Quảng Ninh, Bảo Yên, Văn Bản Lào Cai. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 1. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, để chủ động ứng phó với mưa, lũ quét, sạt lở đất, các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Đơn vị chức năng kiểm tra, giả soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Các địa phương tiến hành khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu, sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản, thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch, đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại. Các bên liên quan cũng thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông trên sông, trong phạm vi bảo vệ đê điều, chủ phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa, lũ để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình. Các địa phương giả sát, sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn phân luồng giao thông ở khu vực ngập lụt, chia cắt, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Đồng thời, địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn lốc xét lũ quét sạt lở đất cho cộng đồng